Ý kiến là về cái vấn đề chậu phải không? Dạ. Thì anh em sao anh vậy? Trời ơi. À, vậy sao mình rất quá nhất vậy? Anh em sao anh vậy? Anh hỏi cái ý riêng của anh luôn. Tức là giờ này. Ý riêng hả? Em nói gì nè. Rồi, cho anh dễ hiểu nè. Ừ. Tức là cái chậu này cũng có nhiều bà con đến đây muốn là sao khuya đi, là chụp hình này kia đồ á. Nhưng mà đúng đúng đứng ở đây nè. Không có lấy được cái bối cảnh đúng rồi. Kể cả là mình làm cái thumbnail luôn. Đúng rồi. Cũng không được lấy được cái bối cảnh tượng rồng. Đúng rồi. Cho nên là ý của em là muốn sụp lên tí xíu đó. Ok, ok. Còn hỏi anh Quy trước đó, ý của anh là sao? Ý anh hả? Dạ. Thì anh em sao anh vậy? Ý riêng của anh ơi. Rồi, bây giờ nói chung ra ý kiến anh thì anh cũng đến đây qua YouTube, anh cũng muốn là nếu, có nếu một cái hàng rồng để cho mình chụp, mình lấy tất cả mấy chú rồng đó là theo ý với mình là để bên đó là nó bị chón luôn, nhìn xa cũng không thấy luôn. Rồi, để xích vô trong nhìn xa cũng không thấy. Bây giờ mình lấy đúng rồi, giờ mình lấy theo số đông đi ha. Bây giờ là ý kiến có một số ý kiến là dài vô trong kia, có một số ý kiến là dài qua đây. Dài qua đây luôn. Đó, thì bây giờ ở đây bây giờ tôi lớn nhất phải không? Bây giờ tôi lấy biểu quyết đi. Đó. Rồi. Cái này là vấn đề phong thủy đó chứ không giỡn đâu. Rồi, phong thủy, phong thủy. Mày là may mắn. Tại vì tới bốn đều phong thủy mà. Không, nếu mà giờ qua đây là chắc giờ không được. Tại vì biết sao? Bên Hoa Viên người ta muốn là khán giả từ đó nhìn thẳng vô mộ của cậu, thấy mộ của cậu. Như là đúng rồi, để cho người ta ghé cho thôi, để người ta đi lỡ qua cái ta sòng vòng lại nó biết không? Tốn xăng. Bởi vì đúng không? Đúng không? Phải chút xíu. Bởi vì cái này á là nan giải tí nữa, nhìn nó đơn giản chứ. Thôi bây giờ như vậy đi. Bây giờ đây rồi, giờ quyết định cho đi. Bây giờ mình bàn hoài cũng vậy à. Bây giờ vô nè. Đây đây, nè cầm đi. Tôi về vô cho. Ai vô đây phụ giải tôi nè. Rồi vậy thôi vô luôn đi. Rồi, đây tôi. Dẫn động nè. Rồi vô. Rồi bây giờ cứ giờ vô trong trước đi. Rồi đúng rồi. Lát rồi gặp chú Hoa Viên xin phép lại. Hai cây được không? Hai người chưa nổi không? Không. Ơi, còn đít nữa, còn đít nữa. Bỏ cái đế sau. Rồi, chừng gãy cây nha. Đây em bỏ đế cho. Khoan không. Trời ơi, mạnh dữ trời. Để chú anh, để chú đi. Sao để cái đồng cái kìa vậy? Trời ơi, biết không? Thân Trần là vào buổi sáng là 3 giờ đi tập thể dục rồi. Rồi bây giờ vậy, 4 người lên nè. 4 người lên. 1, 2, 3, lên. Tới rồi gãy cây luôn. Dễ gì? Nó quá đẹp, quá đẹp. Ô, ngon quá ngon này. Rồi như là cảm ơn mấy anh YouTuber. Quá em. Rồi đấy em mà vô em test trước nha. Test trước coi sao. Test trước coi. Nghiêng để đẩy vô trong coi xíu. Đẩy vô trong coi xíu. Ok ok các bạn ơi. Quá đẹp ơi. Đẹp. Quá tuyệt vời. Rồi tới anh em nào test thì test đi. Ok rồi đó. Thấy là đặt tình đặt lý rồi đó. Mai để tôi coi tôi biết rồi. À này, ông đẩy cái góc này vô đây tí xíu đi. Đó để cho đó. Hay là mình giờ xíu vô trong cái này là nói chung là mấy anh này cũng rất là lấy cái gì đấy không lý nha. Rồi đó. Giờ mình đứng đây á. Ô được hả? Ngon lành luôn. Quá đẹp, quá ok rồi. Quá đẹp luôn. Quá ngon. Rồi lấy được nguyên. Rồi test từng người nha. Test từng người à. Test đi. Ok không? Được không? Anh test rồi thấy ok rồi đó. Không thấy là tại vì chối nắng. Phải hai ông đồng thấy không hết. Hả? Hai ông đồng. Thì bấm nhỏ lại. Không mà tại em phải bấm nhỏ lại một xíu. Hai con đồng đồng quá. Anh lấy hết. Em lấy góc rộng á. Em lấy góc rộng á. Rồi đúng rồi. Góc hẹp. Nên hẹp không em. Lấy không hết. Mà nếu mà lấy ông hết làm thumbnail là mắc hai ông đồng. Đúng rồi. Chứ phải chụp riêng vòng rồi ghép vô. Không mà thấy như đây được rồi chứ mà dài không là không đẹp. Đúng rồi chị được rồi. Đúng rồi, cái này được rồi. Phong thủy cho mức đó thôi chứ không có phong thủy thì xa nữa. Trời ơi. Vô gì coi thử rồi, coi chú anh chị ơi. Cái này là như là bị ấy nè anh, cũng quyền á. Rồi đẹp rồi đó. Anh cô không biết luôn nữa. Cái này kính Du Lan đấy. Kính Du Lan Bố Hiếu hả? Hôm nay là cũng ngày tốt quá cô chú anh chị ơi, hôm nay thấy nhiều đám tang lắm nha. Mấy ngày tốt thường thường ta đi chôn.
chôn cũng nhiều, đám cưới cũng nhiều. Wow, chắc sinh đôi luôn hả chị? Năm một quá à. Nó dụng xuống dưới đất đâu, nó chỉ nằm trên chậu thôi mà nó vừa đẹp mà nó vừa hoa mỹ nữa. Cho nên là chị có ý định là ngày sáng mai này chị đi lên thì trái tim thì tấm lòng của chị đặt vào anh Năm. Quý anh Năm, thương anh Năm thì chị cứ trồng. Còn thí dụ hoa viên hay là tất cả ai mà không hài lòng, không ấy thì đó là tùy. Thì như thế nào đó là tùy thôi, tùy mọi người. Còn khi chị đã đặt hoa xuống rồi, là trái tim tấm lòng chị đã gửi đến anh Năm rồi. Thì anh Năm nhận cái tấm lòng trái tim của chị là được. Tại vì anh Năm thích đẹp. Chị như chị thích bắt đầu từ ngày mai là đem hoa 10 giờ tới trồng luôn hả chị? Đúng rồi, sáng mai mai chị lên. Sáng mai trồng hai cái chậu rồng á ha, hay là mấy cái chậu? Thì tất cả những cái chậu mà cái chân rồng, nói chung là xanh quanh mộ của anh Năm. Những cái chậu mà những cái chân rồng, những cái chậu nào mà mình thấy trống á, nó không có được đẹp. Tại vì bây giờ em nãy có một người em là ý kiến là kiểu như mình đưa cái miếng nhựa lên, mình đè lên cho nó đẹp, nó che khuất cái cát đó á. Thì cái đó thì nó không có để, thay vì em để cái đó thì bây giờ em trồng hoa 10 giờ lên. Tại hoa 10 giờ là nó dạng, nó nằm sát đó. Thì ai có ý kiến mà để miếng nhựa lên nhìn xấu vậy trời? Thì đúng, hồi nãy có cái một cái dân những đứa em bông là phải vậy. Có những cái hoa li ti ở bên dưới phải nó mới tô cái đẹp hoa lên chân. Chứ tự nhiên lấy miếng nhựa đặt lên. Mình để hoa chân nó mình đặt hoa, mà tất cả các hoa chân là chỉ có hoa 10 giờ là nó gọn sạch. Nó sẽ không lan truyền ra ngoài đó. Nó sẽ nằm gọn ở trong cái chậu thôi. Rồi chị. Đẹp không? Cứ đúng 10 giờ là hoa nó nở ra là đẹp. Nhưng mà chị đã có hỏi hồi nãy thì chị có ý kiến lên kiến nghị lên thì nãy có Duy Minh. Duy Minh có lên tiếng là nếu mà chị thích, chị muốn làm như vậy thì để em xin chủ tịch hoa viên. Thì chị nói thì chị nãy chị có nói vậy đó. Thì chị không biết. Bây giờ Duy Minh chừng nào sinh thì chị không biết. Nhưng mà tại vì chỉ có ngày mai là chị rảnh, còn ngày mốt là bắt đầu, ba ngày sau là chị mắc kẹt đi, chị cúng yếu cho nên chị không có rảnh. Em nghĩ hoa 10 giờ mà nó nằm ở dưới chân chậu thì rất là đẹp luôn. Nó đẹp mà nó gọn mà nó đẹp, nó hoa mỹ. Thay vì em thấy có những chỗ người ta bỏ sỏi ở bên dưới, nhưng mà sỏi thì nó cũng không, nó được thôi, nhưng mà được. Tại vì hoa viên thì bây giờ hoa cảnh cây thì chắc chị nghĩ là không lấy chủ tịch nào mà phế cái ý kiến của chị, tấm lòng của chị. Dạ em cũng hy vọng chú chủ tịch với lại mấy chú ở trong đây thì cũng cho mình trồng được cái hoa 10 giờ ở bên dưới mấy cái chân chậu hoa của cậu Năm để tăng thêm cái nét đẹp. Mà không những đẹp cho mộ của cậu mà đẹp cho cả tất cả, rồi đẹp giống như là sẽ hoa viên này sẽ đẹp rực rỡ hơn nữa, sẽ có nhiều người tới họ biết đến nữa. Chị suy nghĩ lâu lắm luôn rồi đó, nhưng mà tại vì ở dưới chỗ chị á, là bên chị, bên nhóm phụ nữ của chị á, là thí dụ bây giờ trồng tất cả các cổng khu phố á, là tụi chị đều trồng hoa mà trồng vô mấy cái chậu. Được rồi, là chị tính làm mấy mươi chậu để chị kiểu như chị treo á, treo cho nó đẹp, nhưng mà mình thấy nó không có hợp lệ. Ở đây chị nhìn là chị nhìn cái phong cách không có chỗ nào để mình treo được. Cho nên bây giờ thì hôm nay thì giống như cầu được ước thấy, thì vô tình thì hôm nay thì có những cái con rồng lên đó. Đó là do chị Hồng Ngọc vậy đó, dâng cho cậu. Thì bây giờ giống như là đó có chỗ để chị làm rồi đó. Vậy là chị Hồng Đào có cầu được ước thấy. Chị mơ lâu lắm rồi. Chị ấp ủ trong bao nhiêu lâu chị? Trồng qua ngay mồ cậu á. Mấy tháng nay rồi đó mà chị không có thấy chỗ nào mà để chị làm được. Mình làm mà phải đúng hợp lệ, phải đúng giờ, đúng cách. Giống như mình lên tiếng cái gì, mình kiến nghị cái gì thì phải đúng mà không đúng nữa. Phải đây đúng giờ, đúng cách, đúng thời điểm. Hiện tại tới thời điểm này là có 3 người cùng muốn trồng hoa 10 giờ. Cái khi mà em tới đây á là
khi mà những cái hoa bắt đầu xuống rồi đó là em có cái ý tưởng, em cũng đã có ý tưởng hoa 10 giờ đầu tiên. Sau đó là tới một chị nữa, nhưng mà em không nói tên chị ra nha, tại chị xin giấu tên đó. Rồi sau đó là bây giờ tới chị Phương Hồng. Dạ thì cũng hy vọng là ý tưởng của ba chị em mình có những cái lẵng hoa, những cái bông hoa 10 giờ ở dưới chân của cậu Năm Diễu Linh đó, ở chân mộ của cậu Năm Diễu Linh đó. Vậy là những cái bình hoa, dạ, những cái chậu hoa xung quanh mộ của cậu Năm Diễu Linh có thêm những cái hoa 10 giờ nữa. Dạ, 10 giờ nó rất là đẹp mà nó rất là sạch sẽ nữa, nó đâu có lan tràn, nó đâu có phải như tất cả các loại hoa khác, ví dụ nó còn dây leo rồi nó bò. Nó gọn đó mà nó dễ trồng. Em thấy tưởng như em không dám nói ra, tại vì em thấy nhiều trường hợp mà mình nói cũng không được mà mình làm cũng không được. Cho nên là âm thầm để trong bụng thôi. Tới chừng hôm nay dạ. Đôi lúc mình suy nghĩ đúng nhưng mà không đúng. Dạ. Mình phải đúng thời điểm và đúng nơi, đúng chỗ. Đúng giờ khắc thì giờ này là đúng rồi luôn rồi. Dạ. Tại vì dạ, những cái chậu đó về thì bây giờ em thấy đi nhìn ở dưới nó đất nó phân nó chưa có được, nó đẹp rồi nhưng mà nó chưa được đẹp nhiều, nó chưa có hoàn hảo. Yeah. Nó mới 90% thôi. Bây giờ mình thêm 10% nữa là nó ok. Tại cái hoa ở trên thì cái chân hoa ở dưới là rất là đẹp. Yeah. Cái gì cũng vậy, nó có cái chân. Yeah. Là nó đẹp rồi. Em cũng hy vọng là cái ước mơ của ba chị em mình có những bông hoa 10 giờ ở dưới chân chậu hoa bên cạnh mộ của cậu Năm. Em muốn tăng thêm cái nét đẹp, tại vì cậu Năm là người rất thích đẹp, luôn luôn gọn gàng sạch sẽ, dạ, là cậu Năm thích đẹp sạch sẽ gọn, dạ, là ok với anh Năm. Thì thôi cũng mong ý tưởng của ba chị em mình được thành công chị ha. Ok. Còn cái đó là còn những nhưng mà chắc cốt là ngày mai là đạt là xong rồi, ngày dạ, mai là bất cứ giá nào, ngày khi chị đã nếu mà chị có mang hôm 10 giờ lên thì cho em nhánh luôn ha. Không chị, chắc em chị mai chị, bây giờ chị đi về. Giờ xong chị cắt, chiều nay chị cắt. Thì em phụ chị á, giống như phụ chị cái ý sách tưởng của em thay cho mình, phụ chị ghim xuống. Ừ. Không nhiều mà chị đem nó nhiều. Tại vì dạ, cái đó mình cắm đầy, chị thấy nhiều lắm luôn á. Phải cả bọc luôn á. Đó, đó là ước muốn của mình ha. Còn không, em phải